Kính thưa quý vị thính giả, trong phần đọc truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi, tác giả Maria Ventota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Thanh Nga, Hồng Vân, Tuyết Trang, Thanh Hoàng, Trường Oanh, Maria Sang, Phước Hải và Quốc Đông. Chương 34: Đàm đạo giữa Phêrô và Gioan. Trên sân thượng căn nhà của Simon hoàn toàn được ánh trăng soi. Phêrô và Gioan nói chuyện nhỏ tiếng. Đôi khi chỉ vào căn nhà của Lazaro, cửa đóng, yên lặng. Họ nói với nhau rất lâu trong khi đi đi lại lại trên sân thượng. Rồi chẳng biết vì lý do nào, cuộc tranh luận trở nên náo nhiệt hơn, và từ giọng êm nhẹ, tiếng họ lên tông cao hơn và rõ ràng hơn. Phêrô đấm một cú lên chiếc lan can và kêu lên. Nhưng cậu không hiểu là người ta phải hành động như vậy sao? Tôi nói với cậu nhân danh Thiên Chúa, hãy nghe tôi và đừng bước. Thật thích đáng để hành động như tôi nói. Đó không phải là hèn hay sợ, nhưng là để ngăn cản bị tận diệt, làm thiệt hại cho giáo hội của Đức Kitô. Bây giờ họ theo dõi mọi bước đi của chúng ta. Tôi cảm thấy như vậy. Và Nicodemo đã xác định với tôi là tôi nhìn đúng. Tại sao chúng ta không thể ở lại Bethany? Là vì lý do đó. Tại sao lại thiếu khôn ngoan khi ở lại trong căn nhà này? Cũng như nhà Nicodemo, hay nhà Nick, hay nhà Anastasia, luôn luôn vì lý do đó. Để cho giáo hội khỏi chết vì cái chết của các thủ lãnh. Nhiều lần thầy đã bảo đảm với chúng ta là cả hỏa ngục cũng không thể tiêu diệt hay thắng được nó. Gioan trả lời. Đúng vậy, hỏa ngục không thể thắng, cũng như nó không thể thắng Đức Kitô. Nhưng loài người thì có, cũng như nó đã thắng trên người Thiên Chúa. Đấng đã toàn thắng Satan, nhưng đã không thể thắng loài người. Bởi vì người không muốn thắng, người phải cứu chuộc, vì vậy phải chết. Và về cái chết này, nếu người muốn thắng, biết bao lần người đã thoát những cạm bẫy đủ loại của họ. Người ta cũng gươm bẫy cho giáo hội, nhưng nó sẽ không bị hoàn toàn tiêu diệt nếu chúng ta luôn luôn có đủ khôn ngoan để ngăn cản sự tiêu diệt các thủ lãnh hiện tại, trước khi nhiều linh mục thuộc mọi tầng lớp được thiết lập và đào tạo cho sứ mệnh của họ bởi chúng ta. Những người đầu tiên, đừng ảo tưởng Gioan. Các Pharisêu, các luật sĩ, các thầy cả, các đại phát đình viên sẽ làm mọi cách họ có thể để giết các chủ trăn, để phân tán đoàn chiên. Đoàn chiên này hãy còn yếu đuối và sợ sệt, nhất là đoàn chiên Palestine. Chúng ta không được để họ thiếu chủ trăn bao lâu chưa có nhiều con chiên. Đến lượt họ trở thành chủ trăn, cậu đã thấy bao nhiêu người đã phải chết rồi. Hãy nghĩ đến bao nhiêu nơi trên thế giới đang chờ chúng ta. Mệnh lệnh đã rõ ràng. Hãy đi rao giảng tin mừng cho mọi dân nước, rửa tội cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Hãy dạy họ giữ những điều Thầy đã truyền cho các con. Và với tôi, trên bờ hồ, ba lần người đã truyền lệnh chăn các con chiên và con cừu của người. Người đã nói tiên tri là chỉ khi về già, tôi mới bị trói và bị dẫn đi để công bố Đức Kitô bằng máu và bằng sự sống của tôi, và ở rất xa đây. Nếu tôi hiểu đúng một trong những lần hội kiến với người trước khi Lazaro chết, thì tôi phải đi Roma
để thành lập giáo hội bất tử ở đó. Và chính người đã chẳng cho là tốt để rút về Ephraim, bởi vì người chưa hoàn tất việc giảng tin mừng của người sao? Chỉ khi đến giờ đã định, người mới trở về Giu-đê để bị bắt và bị đóng đanh. Chúng ta hãy bắt chước người. Chắc chắn người ta không thể nói là Lazaro, Maria và Martha là những kẻ nhát sợ. Nhưng cậu thấy, mặc dầu vô cùng đau đớn, họ cũng đã đi khỏi đây để mang lời Thiên Chúa đi nơi khác, vì ở đây nó bị chết ngột bởi các người Do Thái. Tôi được người chọn làm giáo chủ, tôi đã quyết định, và cùng với tôi có các người khác, tông đồ và môn đệ, tất cả đều quyết định phân tán đi. Những người này đi Samari, những người khác ra biển lớn, người khác nữa là Phoenicia, và càng ngày càng đi xa tới Syria, tới các đảo, tới Hy Lạp, trong đế quốc Roma. Nếu tại những nơi này, cỏ dại và nọc độc Do Thái làm tê liệt cánh đồng và các vườn nho của Chúa, chúng ta sẽ đi nơi khác, và chúng ta sẽ gieo những hạt khác trong những cánh đồng khác và các vườn nho khác, để không những có mùa gặt mà còn được dồi dào. Nếu trong những nơi này sự thù ghét của người Do Thái đánh thúc độc dòng nước, khiến cho tôi, kẻ chài các linh hồn, và các anh em tôi không thể chài các linh hồn cho Chúa, thì chúng ta sẽ đến các vùng nước khác. Phải khôn ngoan và đồng thời phải răn mãnh. Cậu hãy tin đi Doan. Anh có lý, nhưng tôi này nghĩ vậy là cho Maria. Tôi không thể, tôi không được bỏ mẹ. Cả hai sẽ quá đau khổ vì việc đó, và đối với tôi, như vậy là hành động sai. Joan trả lời: cậu hãy ở lại, và mẹ hãy ở lại. Lôi mẹ ra khỏi đây sẽ là ngu ngốc, và Maria sẽ không bao giờ ưng thuận. Tôi sẽ đến với các anh khi mẹ không còn trên mặt đất. Cậu sẽ tới, cậu còn trẻ, cậu còn nhiều giờ để sống. Nhưng Maria thì còn rất ít. Tại sao? Có lẽ mẹ bệnh, mẹ khổ, mẹ yếu. Ồ không, thời gian và đau khổ không có quyền trên mẹ. Mẹ luôn luôn trẻ trung, diện mạo cũng như thần trí, luôn luôn trong sáng. Tôi nói là sung sướng nữa. Vậy tại sao cậu nói? Bởi vì tôi hiểu rằng mùa nở hoa mới này về vẻ đẹp và niềm vui là dấu hiệu mẹ cảm thấy mẹ sắp được kết hợp với con mẹ, kết hợp trọn vẹn. Tôi muốn nói, bởi vì sự kết hợp thiêng liêng thì không bao giờ ngừng. Tôi không vén lên những bức màn màu nhiệm của Thiên Chúa, nhưng tôi chắc rằng mẹ thấy con mẹ hàng ngày trong y phục vinh quang của người, và tôi tin rằng sự toàn phước của mẹ là điều đó. Tôi tin rằng trong khi chiêm ngưỡng Chúa, tâm hồn mẹ sáng lên và được biết tất cả tương lai như Thiên Chúa biết, kể cả tương lai của mẹ. Mẹ còn ở trên trái đất với thân xác mẹ, nhưng tôi có thể nói mà không sợ lầm rằng tâm hồn mẹ hầu như luôn luôn ở trên trời. Mẹ kết hợp với Thiên Chúa chặt chẽ tới nỗi tôi không tin là mình phạm thánh khi nói rằng mẹ có Thiên Chúa ở trong mẹ, giống như khi mẹ mang thai người trong lòng. Và còn hơn nữa, giống như ngôi lời đã kết hợp với mẹ để trở nên Giê-xu Ki-tô. Bây giờ mẹ kết hợp với Chúa Ki-tô tới nỗi mẹ là một Ki-tô thứ hai, vì mẹ đã có một nhân tính mới, nhân tính của chính Giê-xu. Nếu tôi nói một điều tà đạo, thì nguyện Thiên Chúa cho tôi biết sự sai lầm của tôi và tha cho tôi. Mẹ sống trong tình yêu, ngọn lửa tình yêu này thiêu đốt mẹ, nuôi sống mẹ, soi sáng cho mẹ. Đó cũng là ngọn lửa tình yêu sẽ cướp lấy người khỏi chúng ta vào thời điểm đã định. Không đau đớn gì cho mẹ, không có sự hư nát cho thân xác mẹ. Sự đau đớn chỉ là về phía chúng ta mà thôi. Nhất là với tôi, chúng ta sẽ không còn cô giáo, kẻ hướng dẫn và khích lệ chúng ta. Và tôi sẽ thực sự cô đơn. Và Joan, giọng nói đã rung vì ông ráng không khóc, liền òa lên trong những tiếng nấc
tan nát xá lòng mà ông chưa bao giờ có, dù ở trên thánh giá và trong mộ. Phê-rô, mặc dầu bình tĩnh hơn, cũng bắt đầu khóc, và trong nước mắt, ông năn nỉ Gioan báo cho ông, nếu có thể, để ông hiện diện vào lúc Maria ra đi, hay ít nhất là trong đám táng của người. Tôi sẽ làm, nếu tôi có thể, nhưng tôi rất nghi, có cái gì ở trong nội tâm của tôi nói cho tôi rằng, giống như đã xảy đến cho Elia, bị cướp đi bởi một luồng gió xoáy thiên quốc, trên một chiếc xe bằng lửa, với mẹ cũng vậy. Tôi sẽ chưa có giờ để nhận ra sự ra đi của mẹ, thì mẹ đã ở trên trời với linh hồn mẹ. Nhưng ít nhất thân xác mẹ sẽ ở lại. Thân xác của thầy cũng đã ở lại, và người là Thiên Chúa. Với thầy thì cần thiết phải như vậy, nhưng với mẹ thì không. Thầy, người cần cải chính những vu khống của các người Do Thái bằng sự sống lại của người, bằng các lần hiện ra để thuyết phục thế giới đã trở nên ngập ngừng và cả đến phủ định vì cái chết trên thập giá của người. Nhưng mẹ không cần như vậy. Tuy nhiên, nếu tôi có thể, tôi sẽ báo cho anh. Chào Phêrô, giáo chủ và anh em trong Đức Kitô. Tôi đi về với mẹ, vì chắc chắn mẹ đang chờ tôi. Xin Thiên Chúa ở với anh. Và ở với cậu. Hãy xin Maria cầu nguyện cho tôi và tha cho tôi nữa, vì sự hèn hạ của tôi trong đêm của phiên xử. Đó là kỷ niệm mà tôi không thể xóa khỏi tim tôi, một điều không để cho tôi bình an. Và giọt nước mắt chảy trên má Phêrô, rồi ông nói để kết thúc. Xin mẹ, ấy là mẹ cho tôi, một người mẹ yêu dấu của đứa con hoang đường và khốn nạn. Chả cần phải nói vậy với mẹ. Mẹ yêu anh còn hơn một bà mẹ theo máu mủ. Mẹ yêu anh với tư cách là mẹ Thiên Chúa, với tình bác ái của mẹ Thiên Chúa. Nếu mẹ đã sẵn sàng tha cho Giuđa, kẻ có tội vô giới hạn, thì sao mẹ lại không tha cho anh? Hãy bình an, người anh em. Tôi đi đây. Vậy tôi theo cậu, nếu cậu cho phép. Tôi muốn thấy mẹ một lần nữa. Đi. Tôi biết con đường để vào Gethsemane mà không ai thấy. Họ lên đường, bước mau và lặng lẽ về phía Jerusalem, nhưng đi đường đồi để tới vườn Olive ở phía xa thành phố nhất. Họ tới đó khi rạng đông đã bắt đầu. Họ vào Gethsemane và xuống dốc về phía căn nhà. Maria đang ở trên sân thượng, thấy họ tới, liền phát ra tiếng kêu vui mừng và xuống để đón họ. Phêrô thật tình phục dưới chân mẹ, sắp mặt xuống đất khi nói: Mẹ ơi, xin tha. Tha cái gì? Tình cờ con đã phạm tội sao? Đấng tiết lộ mọi chân lý cho mẹ, chỉ nói với mẹ rằng con là kẻ kế vị xứng đáng của người trong đức tin. Như là một người, mẹ luôn luôn thấy con chính đáng, mặc dù đôi khi dễ bị kích động. Vậy mẹ phải tha cho con điều gì? Phêrô khóc lặng lẽ. Gioan giải thích: Phêrô không được bình an vì ông đã chối Giêsu trong sân đền thờ. Phêrô, đó là quá khứ, đã được xóa bỏ rồi. Có lẽ Giêsu đã khiển trách con sao? Ôi không. Có phải người ít yêu thương con hơn trước không? Không, thực vậy không, trái lại. Người đã không nói với con rằng người và mẹ cùng với người đã hiểu con và tha cho con sao? Thực vậy, con luôn luôn có cùng một thứ ngu si. Vậy hãy đi và hãy bình an. Mẹ nói với con là chúng ta sẽ gặp lại nhau tất cả. Con, các tôn đồ khác và các phó tế và mẹ, tất cả ở trên trời, bên cạnh người, Thiên Chúa. Với tất cả những gì người đã cho mẹ, mẹ chúc lành cho con. Và giống như mẹ đã làm cho Gamaliel, Maria đặt bàn tay của người trên đầu Phêrô, rồi vẽ ở trên đó một hình thánh giá.
Phêrô cúi xuống để hôn chân mẹ, rồi ông đứng dậy, trong trẻo hơn trước và luôn luôn có Gioan đi kèm. Ông trở lại hàng rào ở chỗ rất cao, băng qua và đi khỏi. Còn Gioan, sau khi đã đóng cửa lối vào, trở về với Maria. Suy tư viết bài ca dâng về mẹ với trí óc nhỏ bé, miệng lưỡi con bần nhơ, con chẳng xứng đáng ca ngợi tình mẹ bao la. Mẹ ơi, xin thương giúp cho con, cho con ca vang những lời ca dâng về mẹ. Đời con như thuyền trôi giữa sóng xô, con luôn bình an. Có mẹ dẫn lối, con chẳng sợ gì gian nan. Mẹ ơi, xin mẹ ở lại với con. Tiếng thở than dâng về mẹ, và khi con vui sướng tiếng cảm ơn vội vàng quên mau. Bây giờ hối lỗi, xin mẹ đừng rời xa con. Mẹ ơi, xin mẹ ngàn lần thứ tha. Bài ca dâng về mẹ với trí óc nhỏ bé, miệng lưỡi con bần nhơ, con chẳng xứng đáng ca ngợi tình mẹ bao la. Mẹ ơi, xin thương giúp cho con ca vang những lời ca về mẹ. Đời con như thuyền trôi giữa sóng xô, con luôn bình an. Có mẹ dẫn lối, con chẳng sợ gì gian nan. Mẹ ơi, xin mẹ ở lại với con. Tiếng thở than dâng về mẹ, và khi
con vui sướng tiếng cảm ơn vội vàng quên mau bây giờ hối lỗi xin mẹ đừng rời xa con mẹ ơi xin mẹ ngàn lần thứ tha mẹ ơi xin mẹ ngàn lần thứ tha. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin mừng như đã được vén mở cho tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới. Kính thưa quý vị thính giả, trong phần đọc truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin mừng như đã được vén mở cho tôi, tác giả Maria Ventota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Thanh Nga, Hồng Vân, Tuyết Trang, Thanh Hoa, Trường Oan, Maria Sang, Phước Hải và Quốc Đồng. Chương 35. Sự đi qua hồng phúc của mẹ Maria. Maria ở trong căn phòng nhỏ của người được xây biệt lập giữa sân thượng. Mặc toàn đồ vải gai trắng, một cái áo dài phủ lấy toàn thân, áo khoác thì cài lại ở cổ và rũ xuống sau vai. Khăn von rất mịn phủ trên đầu. Mẹ đang thu xếp các y phục của người và của Giê-xu, những thứ mẹ luôn luôn bảo trì. Mẹ chọn những cái tốt nhất, không có nhiều mấy. Y phục của mẹ, mẹ lấy cái áo dài và áo khoác mẹ đã mặc ở trên can vê. Y phục của con mẹ, một áo vải gai người thường mặc vào mùa hè. Cái áo khoác đã tìm thấy ở Gethsemane, còn dính những máu người đã chảy ra như mồ hôi vào giờ kinh khủng đó. Sau khi đã gấp lại cẩn thận các y phục này và hôn lên áo khoác dính máu Giê-xu, mẹ đi tới cái rương. Đến nay đã bao năm trường rồi, và nơi tập trung và bảo trì những di tích của bữa tiệc ly và cuộc tử nạn. Mẹ để tất cả vào một ngăn, ngăn trên, còn những y phục mẹ để vào ngăn dưới. Mẹ đang chú ý đóng rương lại thì Gioan lên sân thượng, không gây tiếng động nào. Ông lại gần để coi Maria làm gì. Có lẽ vì thấy mẹ vắng mặt lâu trong nhà bếp, ông tưởng mẹ đi lên nhà trên để qua giờ tại nơi mẹ thường ở vào sáng sớm. Ông làm mẹ quay lại và ông hỏi: Mẹ làm gì đó? Mẹ xếp đặt tất cả những gì tốt để bảo trì. Tất cả các kỷ niệm, tất cả những gì minh chứng tình yêu của người và sự đau đớn vô tận của người. Ôi mẹ, tại sao mẹ lại mở các vết thương của trái tim mẹ ra bằng cách nhìn lại những thứ bồn rầu này? Mẹ tái mét và tay mẹ run. Vậy là mẹ khổ khi nhìn thấy chúng. Cho An nói khi lại gần mẹ, dường như ông sợ mẹ tái mét và run như vậy
là mẹ có thể té xuống đất. Ồ không, không phải vì những thứ này mà mẹ tái mét và run. Không phải tại các vết thương của mẹ lại mở ra. Thực sự thì nó không bao giờ khép lại hoàn toàn. Nhưng trong mẹ cũng có sự bình an và niềm vui mà nó chưa bao giờ hoàn toàn như lúc này. Chưa bao giờ như lúc này. Con không hiểu. Đối với con, nhìn lại những thứ đầy kỷ niệm ghê gớm này, nó khơi lại sự lo âu của những giờ đó. Mà con chỉ là một môn đệ, còn mẹ là mẹ. Con muốn nói, vì vậy chắc chắn mẹ khổ nhiều hơn. Một cách nhân loại thì con nói đúng, nhưng nó không phải vậy. Mẹ có thói quen chịu đựng đau khổ khi xa cách người. Điều đó luôn luôn là đau khổ, bởi vì sự hiện diện của người và sự kề cận với người là thiên đàng của mẹ dưới đất. Nhưng nó cũng được chịu đựng cách tự nguyện và đầy trong sáng, vì tất cả những gì người làm đều là ý muốn của cha người, là vâng lời ý muốn của Thiên Chúa. Vì vậy, mẹ chấp nhận chúng. Vì mẹ cũng luôn luôn vâng lời các chương trình của Thiên Chúa với mẹ. Khi Giê-xu từ biệt mẹ, mẹ khổ, chắc chắn rồi. Mẹ cảm thấy cô đơn. Sự đau đớn của mẹ khi người còn nhỏ đã bỏ mẹ cách kín đáo để thảo luận với các tiến sĩ của đền thờ. Chỉ một mình Thiên Chúa có thể đo lường sự mãnh liệt của nó. Nhưng ngoài câu hỏi chính đáng mà mẹ người đã hỏi người vì đã bỏ mẹ như vậy, mẹ không nói điều gì khác với người. Cũng vậy, mẹ đã không giữ người lại khi người từ giã mẹ để đi làm thầy. Mẹ đã mất ông xã của mẹ rồi. Mẹ có một mình trong một thành phố không yêu mẹ, chỉ trừ có vài người. Và mẹ đã không tỏ ra ngạc nhiên vì câu trả lời của người ở tiệc cưới Cana. Người làm theo ý Chúa Cha, mẹ để người tự do làm. Mẹ có thể có một lời khuyên hay một lời cầu nguyện. Lời khuyên về các môn đệ, lời cầu xin cho vài kẻ khổ sở, nhưng hơn nữa thì không. Mẹ khổ khi người rời mẹ để đi vào giữa thế giới hận thù với người, và tội lỗi tới nỗi sống ở đó cũng là đau khổ cho người. Nhưng vui chừng nào khi người trở lại với mẹ. Thực vậy, nỗi vui này sâu xa tới nỗi nó thưởng cho mẹ 70 lần 7 lần sự đau đớn do chia lìa. Sự chia lìa sau cái chết của người là một đau đớn tan nát. Nhưng lời nào mẹ có thể dùng để diễn tả nỗi vui mẹ cảm thấy khi người sống lại và hiện ra với mẹ? Sự chia lìa bởi người lên trời về với Chúa Cha là nỗi khổ mênh mang, và nó chỉ chấm dứt khi đời sống trên trái đất của mẹ được hoàn tất. Bây giờ, mẹ ở trong vui mừng, một niềm vui mênh mông cũng như nỗi đau mênh mông, vì mẹ cảm thấy mẹ đã hoàn tất cuộc đời mẹ. Mẹ đã làm những gì mẹ phải làm. Mẹ đã hoàn tất sứ mệnh của mẹ trên trái đất. Đời sống bên kia, đời sống trên trời sẽ không có tận cùng. Thiên Chúa đã để mẹ ở trên mặt đất cho tới khi, cũng như Giê-xu của mẹ, mẹ đã hoàn thành tất cả những gì mẹ phải hoàn thành. Mẹ có ở trong mẹ niềm vui kín đáo này, chỉ một giọt dầu thơm duy nhất trong sự tan nát sau cùng, đầy cay đắng mà Giê-xu đã có, khi người có thể nói, mọi sự đã hoàn tất. Niềm vui trong Giê-xu, bao giờ này? Doan, một niềm vui mà loài người không thể hiểu được, nhưng có thể hiểu đối với các linh hồn sống trong ánh sáng của Thiên Chúa. Nhờ ánh sáng này mà họ thấy những điều sâu nhiệm che giấu dưới tấm màn mà Đấng vĩnh cửu phủ lên những bí mật của Đức Vua. Mẹ, vì những lo âu rối loạn của những biến cố mà mẹ tham dự với người, với con mẹ
trong sự ruồng bỏ của Chúa Cha. Lúc đó mẹ đã không hiểu. Ánh sáng đã tắt với hết mọi người vào giờ đó. Cho tất cả những kẻ không tiếp nhận người, nhưng cũng cả cho mẹ nữa. Không phải vì một hình phạt chính đáng, nhưng vì trước khi là đấng đồng công cứu chuộc, mẹ cũng phải chịu sự lo âu do bị mất mọi khích lệ của Thiên Chúa, bị tối tâm, buồn rầu, bị Satan cám dỗ rằng không thể là thực. Tất cả những gì người đã nói, tất cả những gì người đã chịu trong tâm hồn người, từ thứ năm tới thứ sáu đó. Nhưng rồi mẹ hiểu. Khi ánh sáng sống lại vĩnh viễn hiện ra với mẹ, mẹ đã hiểu. Tất cả, kể cả nỗi vui kín đáo, tột đỉnh của Đức Kitô khi người có thể nói: Ta đã làm trọn tất cả những gì Chúa Cha muốn cho ta hoàn thành. Ta đã làm đầy mức bác ái Thiên Chúa bằng cách yêu Chúa Cha đến hy sinh chính mình và yêu loài người đến chết cho họ. Ta đã làm trọn những gì ta phải làm. Ta chết với tâm hồn bằng lòng, mặc dầu thân xác vô tội của ta rách nát. Mẹ cũng vậy. Mẹ đã làm trọn tất cả những gì từ đời đời đã được viết là mẹ phải hoàn thành. Từ đời đấng cứu thế đến những trợ giúp mà bây giờ mẹ mang tới cho các con, các linh mục của người, để các con đào tạo cho mình cách hoàn bị. Bây giờ, giáo hội đã thành hình và mạnh mẽ, được Thánh Linh soi sáng. Máu các vị tử đạo đầu tiên đã làm cho nó nên vững chắc và tăng số. Sự trợ giúp của mẹ đã góp phần làm cho nó thành một tổ chức thánh, mà đức ái đối với Thiên Chúa và anh em nuôi dưỡng và làm cho nó mỗi ngày một tăng cường lực. Và là nơi sự oán ghét, thù hằn, ganh tị, gièm pha, những cỏ xấu của Satan không mọc lên. Thiên Chúa bằng lòng về những điều đó, và người muốn các con học lấy từ môi miệng mẹ, cũng như người muốn mẹ nói với các con: Hãy tiếp tục lớn lên trong tình bác ái, để có thể lớn lên trong mọi sự, để có thể lớn lên trong sự trọn lành, lớn lên về số lượng các tín hữu, cũng như về sức mạnh của giáo lý. Bởi vì giáo lý của Giê-xu là giáo lý của tình yêu. Bởi vì đời sống của Giê-xu cũng như của mẹ luôn luôn được hướng dẫn và biến đổi bởi tình yêu. Chúng ta đã không xua đuổi một ai. Chúng ta đã tha thứ cho tất cả. Chỉ có một người chúng ta không thể cho sự tha thứ, vì nó là nô lệ của sự thù ghét. Nó không muốn tình yêu vô biên của chúng ta. Giê-xu, trong lần từ giã sau cùng trước khi chết, đã truyền cho các con phải yêu nhau. Và người cũng đã cho các con mức độ tình yêu các con phải có với nhau. Khi người nói với các con: Hãy yêu nhau như Thầy đã yêu các con. Chính bởi đó mà người ta biết các con là môn đệ Thầy. Để sống và lớn lên, giáo hội cần đức bác ái. Bác ái nhất là trong các sứ giả của nó. Nếu giữa các con với nhau, các con không yêu nhau hết mình. Và cũng vậy, nếu các con không yêu anh em trong Chúa, thì giáo hội sẽ trở thành bất lực. Và việc tạo dựng mới, sự tạo dựng siêu nhiên cho con người vào địa vị là con đấng tối cao và đồng thừa hưởng nước trời sẽ thành khó khăn và yếu đuối. Vì Thiên Chúa sẽ không giúp các con trong sứ mệnh của các con nữa. Thiên Chúa là tình yêu. Tất cả mọi việc người làm đều bởi tình yêu. Từ việc sáng tạo đến việc nhập thể. Từ việc nhập thể đến việc cứu chuộc. Từ việc cứu chuộc đến việc thành lập giáo hội. Và sau cùng, tới Jerusalem trên trời, nơi tụ họp hết những người công chính để họ hưởng Chúa. Mẹ nói những điều này với con,
vì con là tông đồ của tình yêu và con có thể hiểu hơn những người khác. Joan ngắt lời mẹ để nói, những người khác cũng yêu và yêu nhau. Đúng, nhưng con là người yêu ưu tú. Mỗi người trong các con luôn luôn có cái đặc tính rất cá biệt của họ. Và tóm lại, đó là trường hợp của mọi người. Trong số 12, con luôn luôn là tình yêu, là sự trong sạch, là tình yêu siêu nhiên. Lại nữa, có lẽ chắc chắn bởi vì con rất trong sạch nên con rất yêu. Về phần Phêrô, ông ta luôn luôn là một người ngay thẳng và cuồng nhiệt. Em ông ta, Andre, lặng lẽ và nhút nhát cũng bằng Phêrô. Giacôbê anh con thì xung động tới nỗi Giêsu đã gọi ông ta là con cái sấm sét. Còn Giacôbê kia, anh của Giêsu, công chính và anh hùng, Giuđa anh phê, em ông, quý phái và trung thực, luôn luôn vậy. Dòng dõi David rất rõ ràng nơi ông. Philippe và Bartolomeo thuộc phái truyền thống. Simon Zelot, khôn ngoan dè dặt. Thomas hiếu hòa. Matthew khiêm tốn, vì nhớ lại quá khứ nên tìm cách để không bị nhận diện. Và Judas Iscariot, than ôi, con cừu đen trong bầy của Đức Kitô, con rắn được sưởi ấm bởi tình yêu của người, nhưng muôn đời là tên quỷ dối trá. Nhưng con, toàn là tình yêu, con có thể hiểu hơn và có thể làm tiếng nói tình yêu cho tất cả những người khác. Những người ở xa, để nói cho họ lời khuyên sau cùng của mẹ. Con sẽ nói cho họ rằng, họ phải yêu nhau và yêu mọi người, kể cả những người bách hại họ, để nên một với Thiên Chúa như mẹ đã là. Đến nỗi mẹ đã được chọn làm hiền thê của tình yêu đời đời, để thụ thai Đức Kitô. Mẹ dâng mình cho Thiên Chúa không giới hạn, trong khi mẹ hiểu ngay rằng mẹ sẽ phải đau đớn tới mức nào. Các lời tiên tri đều hiện diện trong tâm trí mẹ, và ánh sáng của Thiên Chúa làm cho các lời ấy nên rõ ràng. Như vậy, từ tiếng Fiat đầu tiên của mẹ với sứ thần, mẹ đã biết rằng mẹ hiến mình cho những đau khổ lớn lao nhất mà một người mẹ có thể chịu đựng. Nhưng không gì có thể đặt giới hạn cho tình yêu của mẹ, vì mẹ biết, với bất cứ ai thi hành nó sẽ là sức mạnh, là ánh sáng, là nam châm lôi lên cao, là lửa thanh luyện và tô điểm tất cả những gì nó ôm ấp. Đúng, tình yêu là ngọn lửa đích thực, ngọn lửa mà trong khi thiêu đốt những gì hư hỏng, hoặc một vật trôi dạt, hoặc một đồ phế thải, hoặc một nắm dẻ rách con người, nó làm cho những thứ đó thành một thần trí được thanh tẩy và xứng đáng với nước trời. Biết bao kẻ trôi dạt, những con người bị ô uế, dày vò, tàn tạ mà các con sẽ gặp trên đường giảng tin mừng của các con. Các con đừng khinh chê ai, trái lại, hãy yêu họ, để họ đi tới tình yêu và được cứu. Hãy đổ tình bác ái trên họ. Rất hay có những người trở nên xấu vì không ai yêu họ, hoặc yêu cách bất chính. Các con hãy yêu họ, để Thánh Linh trở lại cư ngụ nơi họ sau khi đã thanh tẩy họ, vì họ là những đền thờ mà nhiều thứ đã chiếm đoạt và làm cho ra ô uế. Để tạo dựng con người, Thiên Chúa đã không dùng một thiên thần hay những vật chất được lựa chọn, nhưng người đã dùng bùn đất, một chất hèn mạt nhất. Rồi, khi thở hơi của người vào nó, tức cũng là tình yêu của người, người đã nâng chất hèn mạt này lên hàng cao cả, là con thừa nhận của Thiên Chúa. Con mẹ,
trên đường người đi. Người đã gặp rất nhiều kẻ phiêu bạt, sa lầy trong bùn. Người đã không giày đạp họ dưới chân bằng cách khinh dễ họ. Trái lại, người đón nhận họ, đón nhận và làm cho họ thành những kẻ được chọn cho nước trời. Các con hãy nhớ điều đó. Hãy hành động như người đã làm. Các con hãy nhớ lại hết các hành động và lời nói của con mẹ. Hãy nhớ lại các dụ ngôn êm đềm của người. Hãy sống những điều đó, tức là hãy đem ra thi hành. Và hãy viết nó ra, để nó tồn tại cho những kẻ sẽ đến sau này cho tới tận thế. Để nó luôn luôn hướng dẫn cho người thiện chí, để được sự sống và vinh quang đời đời. Đương nhiên, các con không thể lặp lại hết những lời nói sáng sủa của lời đời đời, của sự sống và chân lý, nhưng hãy viết hết những gì các con có thể viết. Thánh thần của Thiên Chúa đã xuống trên mẹ để mẹ ban việc cứu tinh cho thế giới. Người cũng đã xuống trên các con một lần thứ nhất, rồi một lần thứ hai. Người sẽ giúp các con nhớ lại và nói với đám đông cách nào để họ hoán cải trở về với Thiên Chúa thật. Như vậy, các con sẽ tiếp tục tình mẫu tử thiêng liêng mà mẹ đã bắt đầu ở trên con về, để dâng cho Chúa một số đông đảo con cái. Cũng cùng một thánh linh này, khi nói trong các con cái được tái tạo dựng của Chúa, sẽ tăng cường sức mạnh cho họ, đến nỗi họ cảm thấy là êm đềm cả khi chết trong các cực hình, khi chịu đựng lưu đày và bất hại, để tuyên xưng tình yêu của họ với Đức Kitô và về với người trên trời, giống như Etienne và Jacobe của mẹ và những người khác nữa đã làm. Khi con còn có một mình, thì con hãy bảo quản cái rương này. Gioan trở nên tái mét hơn cả khi ông nghe Maria nói là mẹ cảm thấy sứ mạng của mẹ đã hoàn tất. Ông ngắt lời mẹ, kêu lên để hỏi người. Mẹ ơi, sao mẹ lại nói vậy? Mẹ cảm thấy khó chịu sao? Không. Vậy là mẹ muốn bỏ con? Không. Mẹ sẽ ở với con bao lâu mẹ còn ở trên trái đất. Nhưng con, Doan của mẹ, con hãy chuẩn bị để ở một mình. Vậy là mẹ cảm thấy khó chịu mà mẹ muốn giấu con? Không, hãy tin đi. Mẹ chưa bao giờ thấy khỏe mạnh, bình an và vui sướng như lúc này. Mẹ có ở trong mẹ một niềm vui, một sự sung mãn của sự sống siêu nhiên tràn đầy tới nỗi. Đúng, tới nỗi mẹ cảm thấy không thể chịu đựng để tiếp tục sống nữa. Mẹ không đời đời. Ngoài ra, con phải hiểu, đời đời là thần trí mẹ, thể xác thì không. Cũng như mọi thân xác, nó phải chết. Không, không, đừng nói vậy. Mẹ không thể. Mẹ không phải chết. Thân xác vô nhiễm của mẹ không thể chết như xác kẻ có tội. Doan, con lầm. Con mẹ đã chết. Mẹ cũng vậy. Mẹ sẽ chết. Mẹ không phải bệnh tật, hấp hối, những co giật của cái chết. Nhưng về cái chết thì mẹ sẽ chết. Các thứ khác thì con ơi, con hãy biết rằng nếu mẹ có một ước mong về mẹ, hoàn toàn là của mẹ, và nó đã kéo dài từ lúc người rời mẹ, thì chính là cái ước mong này. Đó là ước mong đầu tiên và mạnh mẽ, hoàn toàn là của mẹ. Cả đến mẹ có thể nói, ý muốn đầu tiên của mẹ, tất cả những điều khác trong đời mẹ, thì chỉ là hòa hợp ý mẹ với ý Thiên Chúa. Ý muốn của Thiên Chúa được đặt trong quả tim cô gái nhỏ của mẹ bởi chính người. Ý muốn ở đồng trinh. Ý người trong việc kết hôn với Giuse. Ý người trong việc làm mẹ Thiên Chúa và đồng trinh. Trong đời mẹ,
tất cả đều là ý Thiên Chúa và sự vâng lời của mẹ với ý muốn người. Nhưng ý muốn tái hợp với Giê-xu là ý muốn hoàn toàn của mẹ. Lìa bỏ trái đất để về trời với người đời đời và không ngừng. Ước ao của mẹ từ bao năm trường. Và bây giờ, mẹ thấy nó sắp thành sự thật. Đừng xao xuyến như vậy, Gioan. Hãy nghe ý muốn sau cùng của mẹ. Khi thân xác mẹ không còn thần trí sống động nữa, nó nằm nghỉ trong bình an. Đừng làm cho mẹ những việc sức thuốc theo phong tục của người Hy Bá. Bây giờ, mẹ không còn là Hy Bá nữa, mà là Kitô hữu. Nếu người ta suy nghĩ kỹ, thì mẹ là người Kitô hữu đầu tiên, bởi vì mẹ là người đầu tiên có Đức Kitô, thịt và máu ở trong mẹ. Và mẹ là môn đệ đầu tiên của người, vì mẹ là người đồng công cứu chuộc với người, và là kẻ tiếp tục người ở đây, giữa các con, các môn đệ của người. Không có ai, trừ ba má mẹ và những người đã tham dự vào việc mẹ sinh ra, nhìn thấy cơ thể của mẹ. Con thường gọi mẹ là hòm bia chứa đựng lời Thiên Chúa. Con biết rằng, chỉ có thầy cả thượng phẩm được thấy hòm bia. Con là thầy cả, và con rất thánh hơn, rất trong sạch hơn vị giáo chủ ở đền thờ. Nhưng mẹ muốn là chỉ có vị giáo chủ đời đời có thể thấy cơ thể mẹ vào lúc được chỉ định. Vậy đừng động tới mẹ. Ngoài ra, con thấy không, mẹ đã tắm rửa sạch sẽ và mặc y phục sạch, y phục của tiệc cưới đời đời. Nhưng tại sao con khóc, Doan? Bởi vì cơn bão đau thương nổi dậy trong con. Con hiểu rằng con sắp mất mẹ. Con sẽ làm sao để sống khi không có mẹ? Con cảm thấy quả tim con tan vỡ với tư tưởng này. Con không thể chịu được nỗi đau đớn này. Con sẽ chịu được. Thiên Chúa sẽ giúp con sống, và sống lâu như người đã giúp mẹ. Bởi vì, nếu người không giúp mẹ, ở trên Golgotha, khi Giê-xu chết, và trong vườn Âu Liêu, khi Giê-xu lên trời, thì mẹ đã chết giống như Isaac đã chết. Người sẽ giúp con sống, và nhắc lại cho con những điều mẹ đã nói với con, vì ích lợi của mọi người. Ôi, con sẽ nhớ tất cả. Và con sẽ làm như mẹ muốn, cho thân xác mẹ cũng vậy. Con hiểu rằng những nghi thức của dân Hy Bá không thể áp dụng cho mẹ, người Kitô hữu và hoàn toàn trong sạch, mà con chắc rằng sẽ không bị hư nát. Thân xác mẹ được thần hóa mà không một thân xác nào được, vì mẹ được miễn tội nguyên tổ, và hơn nữa được đầy ân sủng. Mẹ đã mang trong mẹ đấng là chính ân sủng, ngôi lời. Vì vậy mẹ là di tích thực sự nhất của người, nên không thể hư nát như mọi thân xác chết. Đó sẽ là phép lạ sau cùng của Thiên Chúa trên mẹ. Trong mẹ, mẹ sẽ được bảo trì như mẹ vẫn là. Vậy đừng khóc, Maria kêu lên khi nhìn khuôn mặt bối rối của người tông đồ đầy nước mắt. Và mẹ tiếp, nếu mẹ được bảo trì như mẹ vẫn là, thì con đâu có mất mẹ. Vậy đừng lo lắng. Con sẽ mất mẹ, dù là sự hư nát không đụng tới mẹ. Con cảm thấy vậy. Con thấy như con ở trong một cơn cuồng phong đau đớn. Cơn cuồng phong trục xuống trên con và nghiền nát con. Mẹ là tất cả của con, nhất là từ khi ba má con chết. Và những anh em trong máu mủ cũng như trong sứ mệnh đều đi xa. Và cả thằng Maryam thân yêu, Phêrô cũng đem nó theo với ông. Bây giờ, con ở lại một mình trong trận bão mạnh mẽ nhất. Gioan phục xuống chân mẹ và khóc mạnh. Maria cúi xuống trên ông
đặt tay trên cái đầu rung rinh vì tiếng nấc của ông. Và mẹ nói, không, đừng vậy. Tại sao con làm mẹ khổ? Con đã rất mạnh dưới chân thánh giá, và đó là một cảnh ghê gớm vô song. Vì lẽ sự tử đạo quá tàn khốc, và vì sự thù ghét quỷ ma của dân chúng, con đã rất mạnh để ủy lạo người và mẹ trong giờ đó. Trái lại, hôm nay, trong buổi chiều ngày Sa-bát này, rất thanh quang và yên tĩnh, và trước mặt mẹ là người được hưởng niềm vui sắp tới mà mẹ linh cảm được, thì con lại xao xuyến như vậy. Con hãy bình tĩnh, hãy bắt chước. Đúng hơn là con hãy kết hợp với những gì ở chung quanh chúng ta và ở trong mẹ. Tất cả đều bình an, con cũng hãy bình an. Chỉ có những cây ô liu làm vỡ sự an tĩnh tuyệt đối của giờ này bằng tiếng rì rào của nó. Nhưng tiếng động này nó êm dịu chừng nào, giống như tiếng động cánh của các thiên thần ở chung quanh nhà. Và có lẽ các vị đang ở đây vì các thiên thần luôn luôn ở gần mẹ, hoặc một, hoặc nhiều vị, vào những lúc đặc biệt của đời mẹ. Các ngài ở Nazareth khi thánh thần của Thiên Chúa làm cho lòng đồng trinh của mẹ sinh trái. Các ngài ở với Giuse khi ông băn khoăn nghi ngờ vì tình trạng của mẹ và không biết phải xử với mẹ cách nào. Và ở Bethlehem hai lần khi Giêsu sinh ra và khi chúng ta phải trốn sang Ai Cập. Và ở Ai Cập khi ra lệnh cho chúng ta trở về Palestine. Và nếu các ngài không hiện ra với mẹ, vì chính vua, các thiên thần đã hiện ra với mẹ rồi. Ngay từ khi người vừa sống lại, thì các thiên thần đã hiện ra với các bà đạo đức vào bình minh của ngày sau ngày Sa-bát. Và các ngài đã ra lệnh nói cho con và Phê-rô về những gì các con phải làm. Các thiên thần và ánh sáng luôn luôn hiện diện vào những lúc quyết định của đời mẹ và đời Giê-xu. Ánh sáng và tình yêu nồng nàn từ ngai của Thiên Chúa xuống với mẹ là tôi tớ người, và từ trái tim mẹ bay lên cùng Thiên Chúa, Vua và Chúa của mẹ. Kết hợp mẹ với Thiên Chúa và kết hợp người với mẹ, để làm trọn những điều đã được viết là phải làm trọn. Và cũng để tạo ra một bức màn ánh sáng phủ lên những bí mật của Thiên Chúa, để Satan và bầy tôi nó không biết trước giờ ấn định. Việc hoàn thành mầu nhiệm nhập thể cao vời chiều nay cũng vậy. Mặc dù mẹ không nhìn thấy, nhưng mẹ cảm thấy các thiên thần ở chung quanh mẹ, và mẹ cảm thấy ánh sáng lớn lên ở trong mẹ, một ánh sáng không thể chịu nổi, giống như ánh sáng đã bao phủ mẹ khi mẹ thụ thai Đức Kitô. Khi mẹ ban người cho thế giới, ánh sáng đến từ một đà tình yêu rất mạnh hơn mẹ thường có. Cũng bởi sức mạnh của một tình yêu tương tự mà mẹ đã giật được ngôi lời khỏi trời trước thời hạn, để người trở thành người và đấng cứu chuộc. Cũng bởi sức mạnh của một tình yêu tương tự như sức mạnh mẹ cảm thấy thâm nhập vào mẹ chiều nay, mà mẹ ước ao cho trời cướp lấy mẹ và mang mẹ tới nơi mẹ khao khát tới, cùng với linh hồn mẹ, để hát đời đời, cùng với toàn thể dân thánh và ca đoàn các thiên thần, bài Magnificat, bất hủ của mẹ cho Thiên Chúa. Vì những việc cả thể người đã làm cho mẹ là tôi tớ của người. Có lẽ đâu phải chỉ có linh hồn mẹ, trái đất sẽ trả lời cho mẹ. Trái đất với mọi dân nước của nó sẽ tôn vinh mẹ, sẽ dâng cho mẹ danh dự và tình yêu bao lâu thế giới còn tồn tại. Đó là điều Tobia đã nói tiên tri về mẹ, mặc dầu một cách tàng ẩn, bởi vì chính mẹ chứ không phải nơi cực thánh đã mang Chúa thực sự.
Một mình mẹ đã dâng cho Chúa nhiều tình yêu hơn tất cả các thầy cả thượng phẩm và tất cả những người khác của đền thờ đã dâng trong suốt mọi thế kỷ. Một tình yêu mạnh mẽ và hoàn toàn trong sạch. Vì vậy, Thiên Chúa đã làm cho mẹ được hoàn toàn hạnh phúc. Và người sẽ làm trọn ước ao độc nhất của mẹ, ý muốn duy nhất của mẹ. Bởi vì tình yêu, khi nó trọn vẹn tới nỗi nó hầu như trọn lành, như tình yêu của người con Thiên Chúa của mẹ, thì nó sẽ được tất cả. Ngay cả những thứ, theo như xét đoán của loài người, là không thể được. Gioan, con hãy nhớ điều đó và nói lại với các anh em con. Các con sẽ phải chiến đấu rất nhiều. Những trở ngại đủ thứ sẽ làm cho các con sợ thất bại. Những tàn sát của bách hại, những phản bội, đào ngũ của các Kitô hữu, những luân lý như kiểu Iscariot sẽ làm cho các con xuống tinh thần. Nhưng đừng sợ, hãy yêu và đừng sợ. Thiên Chúa sẽ giúp các con và làm cho các con thắng mọi sự và mọi người. Cân xứng với cách các con yêu. Người ta được tất cả nếu người ta trở thành các Seraphim. Khi đó, cái điều đáng cảm phục là linh hồn bất tử, là hơi thở của Thiên Chúa phú vào trong chúng ta. Nó lao về trời, nó như ngọn lửa dưới chân ngai Thiên Chúa, nói với Thiên Chúa, nghe người, và nó được từ đấng toàn năng mọi điều nó muốn. Nếu con người biết yêu như luật xưa dạy, và như con mẹ đã yêu và dạy yêu, thì họ được tất cả. Chính đó là cách mẹ yêu. Chính vì đó mà mẹ cảm thấy mẹ sắp chấm dứt ở trên mặt đất. Mẹ chết bởi yêu quá độ, cũng như người chết bởi đau đớn quá độ. Đây, cái đấu của khả năng yêu nơi mẹ đã đầy. Tâm hồn và thân xác mẹ không thể chứa được nữa. Tình yêu tràn bờ, dìm ngập mẹ, đồng thời nó nâng mẹ lên trời, đến với Thiên Chúa, con mẹ. Và tiếng người gọi mẹ, hãy đến, hãy ra khỏi, hãy lên với ngai tòa của chúng ta và sự ôm ấp của ba ngôi chúng ta. Trái đất, tất cả những gì ở chung quanh mẹ đều biến mất trong ánh sáng vĩ đại đến từ trời. Các tiếng động của trái đất bị bao trùm bởi tiếng nói thiên quốc này. Gioan của mẹ, giờ ôm ấp của Thiên Chúa đã đến cho mẹ rồi. Gioan vẫn xao xuyến, nhưng hơi yên tĩnh khi nghe Maria nói. Vào lúc chót của cuộc đàm thoại, ông nhìn mẹ xuất thần, và ông cũng sung sướng. Mặt ông tái mét cũng như mặt Maria. Rồi màu tái của mẹ từ từ biến thành ánh sáng vô cùng trinh trong. Ông chạy tới đỡ mẹ và kêu lên. Mẹ giống như Giê-xu khi người biến hình trên Tabor. Thân xác mẹ sáng như mặt trăng. Y phục của mẹ như một khối kim cương đặt trước ngọn lửa. Một màu cực sáng. Mẹ ơi! Mẹ không còn là người nữa. Sự nặng nề và mờ đục của xác thịt đã biến mất. Mẹ là ánh sáng, nhưng mẹ không phải Giê-xu. Người vừa là Thiên Chúa, vừa là người. Người có thể tự mình đi lên, ở trên Tabor cũng như ở đây, trong vườn ô liu, khi người lên trời. Nhưng mẹ không thể. Mẹ không thể đi được. Nào, con sẽ giúp mẹ đặt cơ thể mỏi mệt và hạnh phúc của mẹ trên giường. Mẹ hãy nghỉ ngơi. Rồi một cách rất yêu thương, ông dắt mẹ lại cái giường nghèo nàn của mẹ. Maria nằm lên đó, cả đến không cởi áo khoác, bắt chéo tay trên ngực và hạ thấp đôi mắt êm đềm sáng rực tình yêu. Mẹ nói với Gioan đang cúi xuống trên mẹ. Mẹ ở trong Thiên Chúa, và Thiên Chúa ở trong mẹ. Trong khi mẹ chiêm ngắm Thiên Chúa và cảm nhận sự ôm ấp của người, con hãy đọc những thánh vịnh
và những trang sách thánh có liên can tới mẹ, đặc biệt là vào giờ này. Thánh Linh khôn ngoan sẽ chỉ nó cho con. Rồi hãy đọc lời cầu nguyện của con mẹ. Hãy nhắc lại cho mẹ những lời của sứ thần truyền tin và lời của Elizabeth đã nói với mẹ, và bài thi ca ngợi khen của mẹ. Mẹ sẽ theo dõi con với những gì mẹ còn lại trên mặt đất. Joanne chống lại với những nước mắt dâng lên từ con tim ông, cố gắng đè nén sự xúc động làm cho ông xao xuyến. Ông đọc bằng giọng rất trong trẻo mà qua thời gian đã trở nên rất giống giọng của Giê-xu. Điều đó Maria nhận thấy và mẹ mỉm cười nói với ông. Mẹ thấy cũng giống như mẹ có Giê-xu của mẹ ở bên cạnh mẹ. Gioan đọc hầu như hết Thánh Vịnh 118, rồi ba đoạn đầu của Thánh Vịnh 41, tám đoạn đầu của Thánh Vịnh 38, Thánh Vịnh 22 và Thánh Vịnh thứ nhất. Rồi ông đọc Kinh Lạy Cha, các lời của Tổng thần Garyen và của Elizabeth, Thánh Ca của Tobia, chương 24, sách các giáo đoàn từ câu 11 đến câu 46. Để kết thúc, ông sướng Magnificat, nhưng đến câu thứ 9, ông nhận thấy là Maria không thở nữa, mà vẫn giữ vẻ nghỉ ngơi tự nhiên, tươi vui, yên hàn, tự như mẹ không cảm thấy sự sống chấm dứt. Gioan, với tiếng kêu tan nát, quỳ phập xuống đất ở bên cạnh giường và gọi Maria nhiều lần. Ông không thể tin rằng mẹ không trả lời ông nữa, và rằng từ nay thân xác mẹ không còn linh hồn sống động nữa. Nhưng dù sao, ông cũng phải nhìn nhận là điều đó tỏ tường. Ông cúi xuống trên khuôn mặt mẹ, vẫn giữ yên sự bộc lộ một niềm vui siêu nhiên. Nước mắt chan hòa từ mặt ông rơi xuống trên khuôn mặt dịu dàng, trên đôi tay thanh khiết êm đềm vắt chéo trước ngực. Đó là sự thanh tẩy duy nhất mà cơ thể Maria nhận được. Nước mắt của vị tông đồ tình yêu, của kẻ mà Giê-xu đã cho mẹ làm con thừa nhận. Sau những đau thương mạnh mẽ lúc đầu, Gioan nhớ lại những ước muốn của Maria. Ông vơ những vạt của áo khoác rộng bằng vải gai của Maria còn buông xuống bên cạnh giường và phủ lên cơ thể mẹ, và cả chiếc von rơi hai bên gối. Ông phủ lên đầu người. Bây giờ Maria giống như bức tượng bằng đá cẩm thạch trắng nằm trên thạch mộ. Gioan chiêm ngắm mẹ hồi lâu trong khi nước mắt vẫn rơi, rồi ông đi bày biện lại căn phòng bằng cách đem đi tất cả những bàn ghế vô ích. Ông chỉ để lại cái giường, cái bàn nhỏ ở sát bức tường mà trên đó có để cái rương đựng các thánh tích, một cái ghế đầu mà ông để ở giữa cái cửa nhìn ra sân thượng, và cái giường mà Maria nằm, một cái kệ trên đó có ngọn đèn mà Gioan đã thắp lên vì bây giờ sắp tối. Rồi ông vội vã đi xuống vườn Gethsemane và hái bao nhiêu hoa mà ông tìm thấy, và ông hái cả những cành ô liu mà trái đã thành hình. Ông trở lên căn phòng nhỏ. Dưới ánh đèn, ông đặt các hoa và lá chung quanh cơ thể Maria, tựa như mẹ ở giữa một vòng hoa lớn. Trong khi ông làm như vậy, ông nói với mẹ đang nằm đó, tựa như Maria vẫn còn nghe ông. Ông nói, mẹ luôn luôn là bông huệ nơi thung lũng, là bông hồng ngọt ngào, là trái ô liu đẹp, là cây nho sai trái, là bông lúa thánh. Mẹ đã cho chúng con hương thơm của mẹ, dầu của đời sống, rượu của cá mạnh, bánh giữ cho thần trí khỏi chết nơi những người nuôi mình bằng cách xứng đáng,
Những bông hoa này rất đẹp ở chung quanh mẹ. Chúng đơn sơ và trong sạch, giống như mẹ. Có những cái gai như mẹ, bình an như mẹ. Bây giờ con đem cái đèn này lại, để nó ở bên giường mẹ như vậy, để nó canh chừng mẹ và làm bạn với con. Trong khi con canh chừng mẹ và chờ đợi ít nhất là một trong những điều con cầu nguyện được hoàn thành. Điều đầu tiên là theo sự ước ao của Phêrô và những người khác mà con sẽ nhờ người đầy tớ của Nicodemo đi báo tin. Có thể thấy mẹ một lần nữa. Điều thứ hai là mẹ. Vì mẹ có một số phận giống như con mẹ, mẹ cũng phải giống như người. Trước khi chấm dứt ngày thứ ba, mẹ phải trỗi dậy để không làm con phải mồ côi hai lần. Điều thứ ba là nguyện Thiên Chúa ban cho con sự bình an. Nếu điều con ước ao xảy ra cho mẹ, giống như đã xảy ra cho Lazaro, là kẻ không giống mẹ, không hoàn thành. Nhưng tại sao điều đó lại không được hoàn thành? Bao nhiêu người đã sống lại? Con gái ông Jairo, người thanh niên thành Nain, con trai của Theophile. Đúng thực là khi đó thầy đã làm. Nhưng người ở với mẹ, dù là một cách không hữu hình, và mẹ đâu có chết vì bệnh tật giống như những người Đức Kitô đã cho sống lại. Nhưng mẹ đã có chết thực không? Chết như mọi người chết? Không, con cảm thấy là không. Linh hồn mẹ không còn ở trong mẹ, trong thể xác mẹ. Và theo nghĩa này thì người ta có thể nói là chết. Nhưng vì cách thế nó đã xảy ra, con nghĩ rằng đó chỉ là một sự chia lìa tạm thời của linh hồn vô nhiễm và đầy ơn của mẹ với thân xác rất trong sạch và đồng trinh của mẹ. Phải như vậy, và nó là vậy. Sự tái kết hợp với sự sống trở lại trong mẹ sẽ xảy ra thế nào và khi nào, con không biết, nhưng con rất chắc chắn điều đó. Và con sẽ ở lại đây, bên cạnh mẹ, cho tới khi Thiên Chúa, bởi lời nói hoặc bởi hành động của người, tỏ cho con biết sự thật về số phận của mẹ. Gioan đã xong việc sắp đặt mọi sự vào thứ tự. Ông ngồi xuống cái ghế đầu, để cái đèn nhỏ xuống đất. Bên cạnh giường, ông nhìn ngắm người đang nằm trong khi cầu nguyện. Mẹ như là sen cho bùn lầy thơm ngát, mẹ như trăng cho đêm hết âm u, mẹ như bóng mát, mẹ như suối mát giữa trưa hè, giữa sa mạc cằn khô. Mẹ cho ngày du đưa đời vào êm ái, mẹ cho vòng tay khơi yêu dấu nơi này, mẹ tìm hạnh phúc, tha thiết những nụ cười tìm cả na thắm nơi. Mẹ là mãi thúc giục dìu đưa mỗi người dựng cao thánh giá. Mẹ là khúc thanh nhạc ủ ấm mỗi người hạnh phúc sống tin. Dìu đưa mỗi người dựng cao thanh
giá. Mẹ là cung thánh nhạc phù ấm mỗi người hạnh phúc sống tin yêu. Diều đưa mỗi người dựng cao thánh giá. Mẹ là cung thánh nhạc phù ấm mỗi người hạnh phúc sống tin yêu. Mẹ tin, mẹ yêu âm thầm mà tha thiết. Mẹ tin, mẹ yêu qua bao lối đi về. Mẹ cùng theo Chúa xa tiếng xin vâng đã vang xa ngàn thu. Mẹ mang tình yêu tràn hòa vào biển lớn. Mẹ mang niềm tin vươn cao với non xanh. Mẹ mang tình khiến đổi thay nhân thế. Giữa âm thầm mẹ nâng cao con trời. Tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới. Kính thưa quý vị thính giả, trong phần đọc truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi, tác giả Maria Ventota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Thanh Nga, Hồng Vân, Tuyết Trang, Thanh Hoàng, Trần Oanh, Maria Sang, Phước Hải và Quốc Đồng. Chương 36. Mẹ Maria lên trời. Đã bao nhiêu ngày qua đi, khó lòng để nói chắc chắn. Nếu luận theo những bóng hoa được để như triều thiên chung quanh cơ thể bất động, thì người ta nói là đã qua đi mấy tiếng đồng hồ. Nếu luận theo những cành ô liu mà trước đó có những bông tươi, bây giờ hoa tàn và lá đã héo, và luận theo những bông hoa khác cũng đã tàn, đang để trên nắp cái rương như những thách thức, thì người ta nói là đã qua đi mấy ngày. Nhưng cơ thể Maria vẫn giống như lúc mẹ vừa tắt thở. Không có một dấu hiệu nào của sự chết trên mặt, cũng như trên đôi bàn tay nhỏ nhắn của mẹ. Trong căn phòng không có mùi gì khó chịu. Trái lại, ở đây thoang thoảng một mùi thơm không giải thích được. Nó nhắc nhớ tới mùi trầm hương,
mùi hoa huệ, hoa hồng, hoa cẩm chướng, mùi các lá cây miền núi pha trộn nhau. Gioan chả ai biết đã canh thức bao nhiêu ngày, đã thiếp ngủ vì thua sự mệt mỏi. Ông vẫn ngồi trên ghế đẩu, tựa lưng vào tường, gần chiếc cửa mở ra sân thượng. Ánh sáng của ngọn đèn đặt dưới đất soi sáng cho ông từ phía dưới, cho nhìn thấy khuôn mặt ông mệt mỏi, rất xanh, trừ ra chung quanh mắt thì đỏ vì khóc. Bây giờ hẳn là lúc rạng đông vừa bắt đầu, vì ánh sáng trắng cho nhìn thấy sân thượng và các cây ô liu trồng chung quanh nhà. Ánh sáng này càng lúc càng mạnh, lọt qua cửa, cho phép phân biệt được những vật dụng ở trong phòng, những thứ mà trước đó chỉ hơi nhìn thấy vì ở xa ngọn đèn. Thình lình một ánh sáng lớn tràn đầy căn phòng, một ánh sáng bạc pha sắc, xanh dương, hầu như lân tinh, càng lúc càng mạnh và tỏa lan, làm ánh sáng rạng đông và ánh sáng ngọn đèn biến mất. Đó là ánh sáng giống như ánh sáng đã bao phủ hang đá Bethlehem khi Chúa sinh ra. Rồi trong ánh sáng thiên đàng này, các hình dáng thiên thần hiện ra rõ ràng. Ánh sáng lại trở nên huy hoàng hơn, ánh sáng mạnh đã hiện ra trước tiên. Giống như đã xảy ra khi các thiên thần hiện ra với các mục đồng. Một màn vũ của ánh sáng muôn màu tỏa ra từ cánh các đấng, tạo thành những cử động mềm mại và phát ra tiếng rì rào nhịp nhàng, rung động rất êm tai. Các thiên thần tạo thành một vòng như chiều thiên chung quanh cái giường nhỏ. Họ cúi xuống, nâng cơ thể bất động lên trong khi các đôi cánh vẫy mạnh, làm tăng cường độ âm thanh đã có lúc trước. Bởi một khoảng trống đã được mở ra cách kỳ diệu trên mái nhà, giống như sự kỳ diệu đã mở cửa mộ của Giê-xu ra. Các đấng đi ra, mang theo bà hoàng hậu của các đấng, hân xác rất thánh của người. Đúng, nhưng chưa được vinh quang và còn chịu ảnh hưởng của các luật về vật chất. Điều này Đức Kitô không phải chịu vì người được vinh quang ngay từ lúc người sống lại. Âm thanh phát ra bởi các cánh các thiên thần bây giờ mạnh như tiếng phong cầm. Gioan vẫn ngủ, mặc dầu đã 2-3 lần ông nhúc nhích trên ghế đẩu, tự như ông bị phiền bởi ánh sáng mạnh và âm thanh của tiếng nói các thiên thần. Bây giờ ông thức dậy hoàn toàn bởi âm thanh quá mạnh và luồng không khí từ mái nhà thổi xuống và thổi qua cái cửa để mở, tạo ra một cơn gió xoáy làm dập dờn cái mền ở trên chiếc giường trống, thổi vào y phục của Gioan, làm tắt ngọn đèn và làm cánh cửa đóng mạnh vào. Vị tâm đồ nhìn chung quanh ông vẫn còn nửa thức nửa ngủ để nhận định điều gì xảy ra. Ông nhận thấy cái giường đã trống rỗng và mái nhà mở ra. Ông biết đã xảy ra điều gì kỳ diệu. Ông chạy ra ngoài sân thượng và như một bản năng siêu nhiên hoặc do một tiếng gọi từ trời, ông ngửa mặt lên để nhìn trong khi lấy tay bảo vệ mắt cho khỏi chói vì mặt trời đang lên. Và ông thấy cơ thể Masha vẫn chưa có sự sống và hoàn toàn giống như người đang ngủ, được một nhóm thiên thần nâng đỡ, đang bay lên càng lúc càng cao. Một vạt áo khoác và chiếc khăn von của người phất phới như một từ giả cuối cùng. Có lẽ là do gió tạo ra bởi việc bay nhanh và sự cử động của cánh các thiên thần. Các bông hoa mà Gioan đã thay mới và đặt chung quanh Maria chắc chắn còn dính vào các nếp áo. Bây giờ mưa xuống sân thượng và vùng Gethsemane, trong khi tiếng Hosanna mạnh của nhóm thiên thần nghe càng lúc càng xa và càng nhẹ. Gioan tiếp tục nhìn cắm vào cơ thể bay về trời, chắc chắn bởi một sự kỳ diệu mà Thiên Chúa ban cho ông để an ủi ông và thưởng cho tình yêu của ông đối với người mẹ thừa nhận. Ông thấy rõ ràng Maria bây giờ được bao phủ bởi ánh mặt trời đã lên, ra khỏi cơn sốc thần
đã chia lìa linh hồn người với thân xác người. Người lại trở nên sống và đứng thẳng lên, vì bây giờ mẹ cũng được hưởng những ân huệ dành cho các thân xác đã được vinh quang. Cho anh nhìn, nhìn, phép lạ mà Thiên Chúa ban cho ông làm cho ông nhìn thấy Maria trái với các định luật tự nhiên, bây giờ bay lên trời mau chóng, không cần phải ai giúp. Các thiên thần quay quần chung quanh mẹ và hát Hosanna. Gioan ngây ngất hoan hỷ bởi cái cảnh đẹp mà không ngọn bút nào của loài người, không một tiếng nói nhân loại nào, không một tác phẩm nghệ thuật nào có thể mô tả hay diễn lại được, vì đó là cảnh đẹp khôn tả. Gioan vẫn đứng dựa vào bức tường của sân thượng, tiếp tục nhìn đăm đăm vào hình dạng nguy hoàng và sáng ngời của Thiên Chúa. Vì thật vậy, người ta có thể nói như thế về Maria được tác thành theo phương cách duy nhất của Thiên Chúa. Đứng đã cho mẹ vô nhiễm tội, để mẹ là một hình dạng của ngôi lời nhập thể. Mẹ lên càng lúc càng cao. Và một kỳ diệu sau cùng và tuyệt vời mà Thiên Chúa tình yêu đã chấp nhận cho kẻ yêu thương hoàn hảo của người là được xem thấy cuộc gặp gỡ của người mẹ rất thánh với người con chí thánh. Đấng cũng quy hoàng và sáng ngời, đẹp bằng vẻ đẹp vô tả. Từ trời xuống mau lẹ với mẹ người, ôm ghì mẹ trên trái tim người và cùng nhau còn sáng ngời hơn hai thiên thể đi tới nơi mà từ đó người đã xuống. Thị kiến của Gioan chấm dứt. Ông cúi đầu, trên khuôn mặt mệt mỏi của ông, người ta thấy đồng thời sự đau đớn vì đã mất Maria và sự vui mừng vì số phận vinh quang của người. Bây giờ niềm vui vượt qua nỗi đau. Ông nói, Thiên Chúa của con, tạ ơn, tạ ơn. Con đã linh cảm là việc này sẽ tới. Con đã muốn tỉnh thức để không mất một chi tiết nào về cảnh thăng thiên của người. Nhưng từ 3 ngày nay con không ngủ. Giấc ngủ, sự mệt mỏi kết hợp với niềm đau để chiến đấu với con. Và nó đã thắng con ngay vào lúc sự lên trời sắp xảy ra. Nhưng có lẽ Chúa đã muốn vậy. Ôi Thiên Chúa của con, để cho con không bị xao xuyến trong lúc này và không phải quá khổ. Đúng, chắc chắn là Chúa muốn vậy. Cũng như bây giờ Chúa đã muốn con được xem thấy những điều mà không có phép lạ thì không thể thấy. Chúa đã ban cho con còn thấy mẹ, dù từ xa, vinh quang và hiển hách, tựa như mẹ ở rất gần con và lại được thấy Giê-xu. Ôi, thị kiến hạnh phúc không ngờ, không thể dám ước mơ. Ôi, ơn phúc của mọi ơn phúc của Giê-xu Thiên Chúa dành cho gia an của người. Ơn huệ siêu phàm lại được thấy Thầy của con và Chúa của con, được thấy người ở bên cạnh mẹ người. Người giống như mặt trời, mẹ giống như mặt trăng, cả hai huy hoàng khôn tả. Vừa vì vinh quang, vừa vì hạnh phúc lại được sum họp tới đời đời. Thiên đàng, nơi hai vị đang huy hoàng ở đó, bây giờ thế nào? Hai vị là những vị sao chính của Jerusalem trên trời. Các cơ đoàn thiên thần và các thánh vui sướng chừng nào? Thật quá quá vui. Cảnh con được thấy mẹ cùng với con mẹ. Một cảnh làm biến đi tất cả đau khổ của mẹ, của Chúa và mẹ. Kể cả nỗi đau của con cũng biến đi luôn. Và sự bình an thay thế vào trong con. 3 phép lạ mà con đã xin cùng Thiên Chúa thì 2 điều đã được chấp nhận. Con đã thấy sự sống trở lại với Maria, và con cảm thấy sự bình an trở lại trong con. Tất cả mọi lo âu của con đều ngừng, vì con đã thấy 2 đấng sum họp trong vinh quang. Ôi Thiên Chúa, tạ ơn Ngài vì điều đó, cũng tạ ơn vì đã cho con biết thế nào là một tạo vật, dù rất thánh, nhưng luôn luôn là con người, được nhìn thấy thế nào là số phận của các thánh, thế nào là cảnh phán xét sau cùng. Sự sống lại của thân xác và sự kết hợp với linh hồn của nó đã được lên trời vào giờ chết. Con không cần thấy để tin, vì con luôn luôn tin vững vàng vào mọi lời Thầy. Nhưng nhiều người nghi ngờ rằng sau nhiều thế kỷ và nhiều thiên niên kỷ, thân xác đã thành bụi,
làm sao lại trở thành một thân xác sống? Với những người đó, còn có thể nói, trong khi thề với họ trên những sự cao quý nhất, là không những Đức Kitô trở lại sống động bởi quyền năng Thiên Chúa của riêng người, mà cả mẹ người nữa. Sau khi chết 3 ngày, nếu người ta có thể gọi như vậy là chết, đã lấy lại sự sống, và với thể xác kết hợp với linh hồn, mẹ đã tới chỗ ở đời đời ở trên trời bên cạnh con mẹ. Con có thể nói, tất cả quý vị, các Kitô hữu, hãy tin vào sự sống lại của thân xác vào ngày tận thế và vào đời sống vĩnh cửu của linh hồn và thân xác, đời sống hạnh phúc cho các thánh, đời sống kinh sợ cho các kẻ tội lỗi không sám hối. Hãy tin và hãy sống thánh như Giêsu Maria đã sống, để được cùng số phận như các đấng. Tôi đã thấy thể xác của các đấng lên trời. Tôi có thể làm chứng với quý vị về điều đó. Hãy sống công chính, để một ngày kia có thể ở trong thế giới vĩnh cửu cả linh hồn và thân xác, ở gần mặt trời Giêsu và ở gần Maria, tình tú của mọi tinh tú. Xin tạ ơn nữa. Ôi Thiên Chúa, bây giờ con đi thu lượm những gì còn lại của mẹ, những bông hoa đã từ áo mẹ rơi xuống, những cành ô liu còn lại trên giường của mẹ, và con bảo quản chúng, tất cả sẽ ích lợi. Đúng, tất cả sẽ ích lợi để giúp đỡ, an ủi các anh em con mà con đã chờ đợi cách vô ích. Sớm hay muộn gì rồi, con cũng sẽ gặp họ. Ông thu lượm các hoa và cả các cánh hoa đã bị tách ra khi rơi xuống, bỏ vào vạt áo ông và đi vào phòng. Lúc đó, ông chăm chú quan sát cái mái nhà đã bị mở ra và kêu lên. Một việc kỳ diệu khác, một điều đáng cảm phục khác trong những việc siêu phàm của đời sống Giêsu và Maria. Giêsu, Thiên Chúa đã tự mình sống lại, và chỉ bằng ý muốn của người. Người lật tấm đá che cửa mộ ra, và bởi sức mạnh của chính người, người tự mình lên trời. Còn Maria hoàn toàn thánh thiện, nhưng là con gái loài người, thì các thiên thần mở lối cho mẹ lên trời, và luôn luôn với sự giúp đỡ của các thiên thần mà mẹ lên đó. Đối với Đức Kitô, linh hồn trở lại làm hoạt động thân xác của người khi người còn ở trên mặt đất, vì người phải như vậy để làm các kẻ thù của người nín lặng, và để xác định đức tin cho các tín hữu của người. Đối với Maria, linh hồn của mẹ trở lại khi thân xác rất thánh của mẹ đã ở ngưỡng cửa thiên đàng. Bởi vì đối với mẹ thì không thể thế khác được, quyền năng trọn vẹn và sự khôn ngoan vô tận của Thiên Chúa. Gioan thu lượm vào trong một tấm khăn tất cả những hoa lá còn lại trên giường, để trung vào đó những cái ong đã lượm ở bên ngoài, và để tất cả trên nắp cây rương. Sau đó ông lại mở ra và bỏ vào đó cái gói nhỏ của Maria, cái mền ở trên giường. Rồi ông xuống nhà bếp và thu lượm những cái mẹ hay dùng, cái trục chỉ và con quay, cái chén của mẹ, và để nó chung với các thứ khác. Ông đóng nắp gương lại, ngồi trên ghế đẩu và kêu lên. Bây giờ mọi sự đã hoàn tất, kể cả cho tôi nữa. Bây giờ tôi có thể tự do để tới nơi nào thánh linh của Thiên Chúa dẫn tôi tới. Hãy đi, gieo lời Thiên Chúa mà Thầy đã cho tôi, để tôi cho lại người ta. Rao giảng tình yêu, giảng dạy cho người ta tin vào tình yêu và quyền phép của người. Làm cho họ biết những gì Thiên Chúa tình yêu đã làm cho loài người. Sự hy sinh của người, bí tích của người, và nghi thức sẽ được kéo dài tới tận thế. Qua đó, chúng ta có thể kết hợp với Đức Giêsu Kitô trong phép thánh thể và làm lại nghi thức và lễ hy sinh như người đã truyền dạy làm. Tất cả mọi ân huệ của tình yêu trọn hảo làm cho người ta yêu tình yêu, để họ tin ở người như chúng ta đã tin và vẫn tin. Gieo rắc tình yêu để mùa gặt được dồi dào và mẻ lưới được tràn đầy cho Chúa. Tình yêu sẽ chiếm được tất cả. Maria đã nói điều đó trong những lời sau cùng của mẹ với con là kẻ mẹ đã định nghĩa chính xác. Trong số các bạn tông đồ, con là kẻ yêu, kẻ biết yêu tuyệt vời. Đối nghịch với Iscariot là sự thù ghét, cũng như Phêrô cuồng nhiệt, Andre êm dịu, các con ông Anphê thì thánh thiện và khôn ngoan, phối hợp với lối xử sự quý phái. Và tiếp theo như vậy, con, người yêu,
bây giờ con không còn thầy và mẹ thầy ở trên trái đất để yêu nữa. Con sẽ đi gieo rắc tình yêu giữa các dân tộc. Tình yêu sẽ là khí giới và giáo lý của con. Với nó, con sẽ toàn thắng ma quỷ, các thuyết ngoại giáo, và con sẽ chinh phục nhiều linh hồn. Như vậy, con sẽ tiếp tục Giê-xu và Maria là tình yêu trọn hảo trên trái đất. Nụ hoa chính thương ngát hương ngây ngất thiên đường, mẹ sáng lấp lánh là nụ hoa yêu thương ngát hương cho người muôn phương. Muôn thiên thần cánh trắng hôm nay đưa mẹ về trời, sao sáng người trên đầu mẹ bay lên, mẹ bay lên, áo mẹ rực rỡ ánh mặt trời sáng. Mẹ bay lên cao, ước ao trông thấy quê trời. Lòng muốn chắp cánh cùng mẹ bay lên mây, sống vui bên mẹ từ đây. Thần cánh trắng hôm nay đưa mẹ về trời, sao sáng người trên đầu mẹ bay lên, mẹ bay lên, áo mẹ rực rỡ ánh mặt trời sáng tươi. Như mặt trời sáng tươi trên cao trông nhìn muôn nơi, mẹ hãy chiếu sáng để đời con an vui bước qua gian khó. Chiếu sáng để lòng con thanh cao, bước lên thiên đàng mai sau. Muôn thiên thần cánh trắng hôm nay đưa mẹ về trời, sao sáng người trên đầu mẹ bay lên, mẹ bay lên, áo mẹ rực rỡ ánh mặt trời sáng tươi. Áo mẹ rực rỡ ánh mặt trời sáng tươi. Quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin mừng như đã được vén mở cho tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về mẹ Maria 2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.